Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh YouTube của Báo Nông Thôn ngày nay. Thưa quý vị, vào chiều ngày 22 tháng 2 theo giờ địa phương, sau gần 10 ngày đêm hết sức hết mình thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn cho các nạn nhân trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lên đường trở về nước. Cùng với đó là những lời cảm ơn sâu sắc được gửi gắm từ cộng đồng người dân nước bạn cũng như lãnh đạo đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Tại lễ tiễn đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam về nước được tổ chức tại sân bay Hatay ở Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đỗ Sơn Hải. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đỗ Sơn Hải nêu rõ việc Quân đội Nhân dân Việt Nam đưa lực lượng sang cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ những ngày vừa qua là biểu tượng góp phần tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước. Đại sứ cho biết, qua nắm bắt, hai đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Công an Việt Nam đã khắc phục nhiều khó khăn, không quản hiểm nguy, tích cực giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, được người dân, chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ quốc tế khác tin tưởng, đánh giá cao. Đại sứ chia sẻ, đây là lần đầu tiên Việt Nam cử đoàn cứu hộ cứu nạn tham gia sứ mệnh nhân đạo tại một địa bàn xa xôi, qua đó cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời khẳng định sự an toàn của hai đoàn đã nói lên tất cả về năng lực của Việt Nam khi tác chiến tại một địa bàn hoàn toàn mới nhiều khó khăn. Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn báo cáo tóm tắt kết quả của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời gian tham gia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thời gian triển khai từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 2 tại tỉnh Hatay, lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức tìm kiếm tại 31 điểm, phát hiện 15 vị trí có người trong đống đổ nát, trong đó 2 vị trí có dấu hiệu sự sống. Sau đó, đoàn đã bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương sử dụng trang thiết bị hạng nặng đào bới và đưa được 28 thi thể nạn nhân ra ngoài. Ngoài ra, đoàn phối hợp với đội cứu hộ của Bahrain và Mexico tổ chức tìm kiếm, xác định 3 vị trí có 10 nạn nhân thiệt mạng do động đất và bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương. Đội quân y khám, sơ cứu và cấp thuốc cho 7 nhân viên cứu hộ của các nước bị tai nạn trong khi tác nghiệp. Mặt khác, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo đoàn đến thăm và trao đổi kinh nghiệm cứu hộ cứu nạn với 9 đội cứu hộ quốc tế, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Italy, Pakistan. Trước đó ngày 20 tháng 2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đến thăm hai tỉnh Hatay và Karamanmaras để đánh giá thiệt hại cũng như các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ thảm họa động đất. Tại Hatay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp gỡ các đội cứu hộ quốc tế, trong đó có đoàn cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổng thống trực tiếp cảm ơn lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam và các nước vì những nỗ lực không mệt mỏi hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa động đất tại nước này. Tổng thống Tayyip Erdogan cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam khi bắt tay Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn tất cả các quốc gia đã viện trợ và hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhấn mạnh, thảm họa động đất một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của tình đoàn kết quốc tế. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ quên tình bạn đó. Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã có thư biểu dương và đánh giá cao những kết quả, sự nỗ lực của các sĩ quan, quân nhân tham gia cứu hộ nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, theo kế hoạch, đoàn bay từ tỉnh Hatay đến thành phố Istanbul, sau đó bay về sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Dự kiến đoàn sẽ về đến Nội Bài vào chiều ngày 23 tháng 2. Đây chính là một trong những chiến công hiển hách của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời bình, một lần nữa khẳng định vai trò của Việt Nam dưới vai trò là một thành viên quốc tế. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo trên kênh YouTube của Báo Nông Thôn ngày nay.